nếu các bạn đã từng coi video trước, mình đã từng pha những cái thuốc để trị con vịt đỏ. Đó là bốn cái loại thuốc này, ba loại thuốc này là SK, Optus và Maxil. Thì hôm nay mình xin gửi tặng cho bạn một cách pha thêm nữa để chúng ta diệt luôn con vịt, chứ thôi là tốn thời gian pha nhiều quá. Thì ở đây mình có cái hũ Momento ha. Thì các bạn nhớ coi video trước để biết nha. Chúng ta pha thêm cái Momento. Thì chúng ta dùng với liều, đây là nó ghi rõ nè, riệp sáp cà phê 16 có nghĩa là dùng 1:1 này. Nhưng mà bỏ chỉ thì là 15/16, nếu mà chỉ tức là thấp hơn chút, 25 là ngừa. Rõ ràng lắm các bạn ha. Và nhớ nha, khi các bạn dùng số lượng lớn cho vườn cây ăn trái là chúng ta tới nhớ là lượng nước là 400-800 lít trên 1 hectare. Tức là nếu trị thì là 400 lít trên 1 hectare, còn nếu mà ngừa là 800 lít trên 1 hectare. Tại vườn lớn quá mà không biết tưới sao đủ thì dựa theo cái lượng nước này chúng ta để tưới. Cái này là dùng cho vườn to, những vườn hectare đó, ngàn mét vuông á. Thì chúng ta pha. Hiện tại mình đang bị một con gì? Hiện tại đang bị diệp sáp. Thì Mai Huy sẽ chỉ cho bà con nha. Hồi bữa mình có làm một cái video là nói về con vịt vẫy. Con vịt vẫy thì nó tạo thành cái vẫy trên cái lá này, chúng ta khựi nó sẽ hết. Thì lúc trước cái giò này là bị vịt vẫy nè. Đây nè, mình có quay cái video đó, các bạn mà xem thì chúng ta thấy là con vịt vẫy này đây, đây là chúng ta khựi nó hết nè. Đó, đó, nó hết rồi đó. Nó thành ra đây là cái xác của nó thôi, nhưng mà nó cứ dính hoài vậy. Muốn hết chúng ta phải lấy bằng chảnh răng pha với dầu khoáng SK, chúng ta đẩy cho nó hết cái này đi để nó sạch đẹp. Chứ tất cả cái lá mới là chúng ta thấy là đợt đó Mai Huy tưới thì nó đã sạch hết rồi nè, không có bị nữa, nó về cái thẹo thôi. Thì đó là video đó chúng ta làm cái gì coi cái con vịt sáp, thì rõ ràng là rất là hiệu quả, thì không còn vịt sáp nữa đó. Thì đây là một cái cây kiển, nó lại bị con vịt vẫy. Đây nè, con vịt vẫy nè, nó có bong bong rồi các bạn thấy không, nó có một cái lớp, xin lỗi, đây là con vịt sáp, nó có một cái lớp bảo vệ bên ngoài đó, lớp bông á, chúng ta xịt vô là nó không có thấm, nó không có xuyên được cái đó. Đây là cơ chế bảo vệ nó để nó chống được bị diệt. Và đang bị rất là nặng cái cây này, chúng ta bóp thì nó xịt ra, chúng ta vuốt vuốt vậy thôi chứ mốt nó cũng bị lại à. Chúng ta không có dùng thuốc là thua với nó đấy. Và cây này nó làm cho suy yếu cái cây của mình luôn, làm cho chết bẹ luôn. Tại nó hút nhựa mà, nó sẽ hút nhựa trong cái nách mấy cái này nè, rất là nguy hiểm đó. Thì quá cây đang phát triển mạnh mà bây giờ đã bị trong mấy cái bẹ này nhiều lắm các bạn. Thì bây giờ khoan nha, để mình diệt cái này luôn chứ thôi mình dục cái này mốt nó lây nữa đó. Thì cái cây này có thể là nó tiết ra cái mật ngọt á, tức là nó con riệp á, con riệp sáp này nè, nó có hai dạng. Nếu về nghiên cứu bên Lan á, thì cái cách là da mà khi xưa rồi á, cũ và thường là trên 2 năm á, nó sẽ bị con riệp sáp này nó tấn công, và không cần có ra bông gì hết, nó tấn công, nó hút nhựa, giang khe cái gốc chết luôn. Tức là cái là da hồi xưa là cái thằng này là nó bay vô. Chúng ta không dùng những cái thuốc định kỳ để ngừa thì cái chọc cái là da bạn suy lão và chết rất là lẹ. Còn một dạng thứ hai là con vịt sáp, nó dạng ký sinh, nó một dạng cộng hưởng. Tức là ở đây nó ngọt nè đúng không, nó ra cái ngọt nè, con kiến á nó sẽ bò, nó thoa những con vịt sáp này lên đây đó để nó ăn, nó làm một cái dạng mà cộng hưởng nhau. Thì chúng ta thấy qua cẩm cù á, khi cẩm cù mà nó ra bông á, mà nó ngọt á, là con kiến nó sẽ tha con vịt sáp lên ha, để là nó ký sinh, nó làm chung cộng hưởng nhau. Thì có thể là cái cây này là do nó ngọt nên nó ăn, mà công nhận mình thấy là mới có một thời gian ngắn thôi, một hai tuần thôi mà nó kinh khủng nhiều luôn, quá nhiều, rất là nguy hiểm. Thì Mai Huy sẽ tưới cái này dầu khoáng SK gì trong đây, vịt đỏ có hết, giờ thêm Momento. Nếu các bạn muốn dùng cái này chuyên nghiệp thì coi cái video mà chị con vịt sáp chuyên nghiệp lấy Momento con video
dầu khoáng SK và Canon. Nhớ nha, chúng ta dùng cái đó pha với nhau. Nhưng mà giờ sẵn có cái nước này, giờ sẵn có Momento đã khui rồi, khui chai rồi, mình sẽ pha vô đây giờ chỉ này luôn. Việc nhìn đỏ luôn, không có nhìn đỏ kệ đó, ngừa. Giờ chúng ta dùng Momento này để chị cũng kiểm soát. Chúng ta lắc ha. Cái kìa dưới chân lên á. Do cái thuốc này nó không có độc nên mình không có bao tay, với đúng ra chúng ta nên bao tay thì nó an toàn hơn các bạn ha. Và chúng ta còn lại là khoảng 1 lít. 1 lít thì chúng ta pha 1 c. Mình pha dư lên chút xíu luôn á, để cho nó diệt luôn. Nãy mình pha hơn chút xíu á, 1 c. Rồi chúng ta rửa cái này. Ta bỏ vô đây xong chúng ta quậy đều ha. 1 lít này thì cái chậu này bị nặng, mình tưới hết bên này luôn. Rồi chúng ta bơm hơi vô. Nếu hết giường dùng nhiều thì chúng ta nên dùng cái bình xịt ắc quy nha, dạng 10 lít, nó mạnh, không phải bơm. Ở đây nó bơm chút xíu là nó hết hơi à, là chúng ta phải bơm nữa, nó cực lắm. Cái dạng Momento là nổi hấp nên chúng ta tưới lá cũng không có nhiều, nhưng mà các bạn yên tâm, tưới lá thì nó sẽ tuột xuống gốc, nó sẽ trôi tuột xuống gốc và nó hội nội hấp vô cái cây này, và cây này nó sẽ con nghiệp sáp nó sẽ chết và chết dạng sinh học. Và chúng ta muốn điều thì chúng ta phải xây tứ bề ha. Cái này bị ủ quá, nó đang phát triển mạnh, nó bị rồi thấy nó yếu rõ ràng luôn, thời gian nữa là xi cây chết luôn á. Rồi chúng ta tưới hết rồi đúng không? Rồi chúng ta mở cái vòi mạnh lên, chúng ta tưới gốc cho nó nhanh, chứ tưới vậy thì lâu lắm, biết khi nào xong. Rồi tưới cho nó ướt đẫm cái gốc luôn, tưới mấy cái bẹ nè, mấy con nhện này nó trong bẹ nhiều lắm, chúng ta tưới cái bẹ, trong cái bẹ đây nè, cái nắp bẹ nè, chúng ta xây cái chậu để chúng ta tưới mấy cái bẹ, nó sẽ vô trong cái bẹ đấy. Tại vì nó có dầu khoáng SK mà nó còn làm ung trứng nữa, chúng ta tưới hết mấy cái bẹ này để cho nó không có vô được. Đó. Thì đã vậy cũng đã ướt rồi, để dành cái nước này còn lại để mình tưới qua cây kiếm, ha, để mình ngừa luôn cây kiếm này, rồi tưới gốc luôn. Giống như mình dư thì mình tưới thêm cho nó để mình ngừa luôn. Rồi thì rất là cảm ơn các bạn đã xem video, và thì công ty Maiwi rất là vui để chia sẻ cho chúng ta những cái cách trị những con đơn giản thôi. Mình nghĩ những cái con này là đơn giản, nó là trồng lan ai cũng gặp hết, nhưng chúng ta không biết cách thì chúng ta thấy nó rất là khó khăn. Và cuối video Maiwi khuyên các bạn là ngừa bệnh hơn là trị bệnh. 1 tháng chúng ta nên tưới những cái dạng nãy 1 lần, và bây giờ có nhiều cách để phối thuốc rồi. Công ty Maiwi có làm những video và những cái bộ combo để phối thuốc để chúng ta tưới 1 tháng 1 lần. Và cây lan hay là tất cả những cây ăn trái hay là những cái hoa kiển chúng ta mà đã được ngừa bệnh rồi thì chúng ta yên tâm và cây sẽ phát triển rất là tốt đó. Thì các bạn thấy yêu thích những video dạng này thì chúng ta like một cái kênh bên mình, hay là like cái video này một cái để tạo ra những cái động lực để Maiwi có thể làm những cái video khác để giới thiệu cho các bạn. Cảm ơn, chúc các bạn thành công. Xin chào các bạn nhé. Maiwi cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và hình quả chuông để các bạn là người đầu tiên nhận được những video mới bên công ty Maiwi mình, và nhận được những video kiến thức chia sẻ kinh nghiệm trồng lan. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn thành công và có những giò lan đẹp.